Nhật Linh cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi và con xin mời thầy đã tiếp tục lời giảng. Cảm ơn cô Nhật Linh. Như chúng tôi đã trình bày đó, sau khi thành đạo thì Đức Phật đã vận chuyển cái bánh chè chánh pháp, gọi là chuyển pháp luôn. Cái sự vận chuyển bánh chè chánh pháp lần đầu tiên tại vườn Lộc Uyển, tức là vườn Na, đồ Nam Anh Em của tôn giả Kiều Trần Như. Cái bài giảng đầu tiên của Ngài đó là giáo pháp tứ đế, gọi là bốn cái sự thật mầu nhiệm, đó là khổ, tập, diệt và đạo. Thì cũng từ cái giờ phút đó mà thưa quý vị, cái ngôi tối sơ tam bảo được hình thành. Phật là Phật bảo, Nam Anh Em của Ngài Kiều Trần Như là tăng bảo, và pháp bảo ở đây được hiểu là tứ diệu đế. Chúng tôi chưa nói đến cái vấn đề đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo và thế gian trụ trì tam bảo, mà vấn đề chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị ở đây là tối sơ tam bảo, tức là cái ngôi tam bảo đầu tiên ở thế giới ta bà này, sâu ngày mà Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn của chúng ta đã chứng đắc cái quả vị giải thoát giác ngộ. Dạ, thưa thầy, thì sau khi chúng con biết được cái ý nghĩa của Ngài Đức Phật thành đạo, thì là một người Phật tử, chúng con phải nên làm gì để chúng con có thể phát huy được cái chánh pháp nhiệm màu mà của Đức Phật, và để bày tỏ được cái lòng biết ơn sâu xa đối với tam bảo, thưa thầy? Dạ, cảm ơn cô Nhật Linh. Bản thân của cái việc thành đạo là một cái thông điệp rất là quan trọng. Và qua cái thông điệp này, Đức Phật muốn nhắn gọi đến tất cả chúng ta là hãy nỗ lực tu tập. Bởi vì Ngài cũng là một con người bình thường như mọi con người, nhưng mà qua cái sự tinh tấn tu học, Ngài đã đạt đạo. Và như vậy thì chúng ta, tất cả mọi người đều có khả năng đạt đạo như là Đức Phật. Vấn đề ở đây là chúng ta có chịu khó học hỏi giáo pháp hay không. Vấn đề ở đây là sau khi tìm hiểu giáo pháp, chúng ta có ứng dụng cái giáo pháp đó vào đời sống để giải thoát chính mình và tha nhân hay không. Thì trở lại cái giáo pháp tứ diệu đế, đây là một cái bài học rất là căn đề của Phật giáo. Cái sự thật đầu tiên mà Đức Phật đã truyền đạt đó là cái thực trạng khổ đau của đời sống. Và thứ hai đó, cái thực tế thứ hai đó là nguyên nhân nào mà đã đưa dẫn đến những cái khổ đau phiền não như vậy. Và thứ ba là giải thoát, cái con đường đưa đến sự giải thoát. Nó có bốn cái vấn đề, tức là cảnh giới niết bàn và cái con đường dẫn đến cái cảnh giới niết bàn, tức là giải thoát, là giác ngộ. Thì nếu mà chúng ta là những người Phật tử thì chúng ta cần phải dựa vào những lời dạy của Đức Phật để mà hành trì. Chúng ta không phải chỉ nói về chánh pháp, mà chúng ta phải thật sự hành trì chánh pháp. Và đây chính là cái yếu tố mà nó giúp cho chúng ta gìn giữ được chánh pháp, bảo vệ được chánh pháp. Mà chúng tôi nói đến vấn đề tu trì không phải là mình chỉ ngồi ở đây mình niệm chuỗi, mình nắm mắt liêm diêm niệm chuỗi, hay là gõ mõ tụng kinh, hay là chỉ ngồi tọa thiền. Mà hành trì ở đây tức là đi vào đời sống khổ đau, hành từ bi tập hỷ xả, chứ không phải là tu tập là chỉ ngồi trong chánh điện niệm Phật. Nếu mà hiểu như vậy thì rõ ràng hiểu lầm những lời dạy của Đức Phật rất rất là lớn. Giống như trường hợp của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Ngài thấy cái khổ nạn của dân tộc, Ngài thấy tha nhân đang bị áp bức, Ngài chấp nhận tất cả những cái khó khăn đối với bản thân để Ngài lên tiếng, Ngài đòi hỏi tự do, dân chủ và nhân quyền. Đó là cái biểu hiện của từ bi, đó là biểu hiện của trí tuệ, đó là cái biểu hiện của cái hùng lực. Cho nên chúng ta đừng hiểu lầm tu và chỉ ngồi ở trong chùa đóng cửa lại nhập thất là tu, không phải vậy. Mà tu ở đây chính là sửa đổi, chính là đi vào cuộc đời để mà thực hành những lời dạy của Đức Phật về từ bi, về
cứu khổ nói chung nhiều lắm. Và nếu mà chúng tôi nói hồi thì nó sẽ đưa dẫn đến nhiều cái vấn đề mà chúng tôi nghĩ là cái thời lượng nó không cho phép. Dạ. Dạ xin cảm ơn thầy ạ. Dạ thưa thầy, xin cảm ơn thầy đã cho chúng con biết là bổn phận của một người Phật tử là phải làm những gì, phải tu tập như thế nào để phát huy chánh pháp nhiệm màu của đạo Phật. Dạ thưa thầy, vậy qua sự tu tập đó, qua sự học hỏi đó thì chúng con sẽ nhận được những gì ạ, và chúng con có thể cho được những người khác những gì, thưa thầy, xin thầy cho chúng con biết ạ. Dạ, cảm ơn đạo hữu Diệu Hành. Cái thành quả lớn nhất mà những người Phật tử tu tập sẽ nhận được đó là giác ngộ, đó là giải thoát. Tức là mình rũ bỏ tất cả những cái phiền não, những cái đau khổ. Mình sống với một cái đời sống thật sự hạnh phúc, chứ không phải là những cái hạnh phúc giả tạm như là những cái hạnh phúc mà mỗi một chúng ta đang cảm nhận hay là đang suy nghĩ, mơ tưởng. Cái thành quả lớn nhất đó là những cái công đức thuần thánh. Mà cái công đức này chúng ta hưởng ngay trong cái giờ phút mà chúng ta áp dụng lời dạy Đức Phật vào đời sống của mình, chứ không phải chờ sau khi chúng ta qua đời, chúng ta chết rồi chúng ta mới hưởng những cái thành quả đó. Mà cái thành quả đó nó xuất hiện, nó có mặt ngay trong cái giờ phút mà chúng ta đang thực tập chánh pháp. Nó có nhiều cái công đức, mà công đức đó nó không chỉ tạo một cái đời sống thật sự an lạc, giải thoát cho bản thân mình, mà nó còn mang lại cái sự an vui cho gia đình, cho xã hội, cho cả muôn loài chúng sinh. Nói chung là cái công đức rất rất là lớn, và đó là cái cứu cánh của những người Phật tử. Bởi vì cái sự nghiệp lớn nhất của những người Phật tử đó là phải giải thoát cái sự khổ đau sinh tử này. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, con cũng có một câu hỏi, đó là con đã rất là thắc mắc từ lâu nay, đó là trước khi mà Đức Phật vẫn còn là một là con người của chúng ta, chưa khi mà Đức Phật chưa thành Phật thì Đức Phật đã phải tu bao nhiêu kiếp, thưa thầy, để trước khi thầy đã trên và ngài đã trở thành chánh đạo, thưa thầy. Cảm ơn cô Nhật Linh. Ngài đã tu vô lượng vô số kiếp ở quá khứ. Khi mà nói đến cái con số mà vô lượng vô số là nói đến con số mà chúng ta không thể tính đếm được. Từ vô lượng kiếp quá khứ, Ngài đã thực hành những cái hạnh Bồ Tát, trải qua nhiều cái quốc độ và nhiều cái thân hình khác nhau. Bố thí, từ bi, nhẫn nhục, trì giới, thiền định, trí tuệ, không có bất cứ một cái hạnh lành nào mà Ngài không thực hành. Không có bất cứ một cái điều ác nào mà Ngài không có tìm cách để mà đoạn triệt. Nói chung là trải qua vô lượng, vô kiếp, vô số kiếp ở quá khứ, Ngài đã thực hành tất cả những cái hạnh Bồ Tát, và cuối cùng Ngài đã chứng đạo. Nhưng mà cái sự chứng đạo của Ngài, như trong Kinh Pháp Hoa đã chỉ dạy, cũng từ vô lượng, vô số kiếp ở quá khứ. Còn cái chuyện mà chứng đạo cách đây 2500 năm chỉ là một cái phương tiện thì hiện để mà cứu độ chúng sinh trong cái cảnh giới ta bà giải đại khổ đau này. Dạ con cảm ơn thầy. Vậy thì con thì thường nghe kể được nhất là cái kiếp mà Đức Phật đã là một người hoàng tử mà đã bước ra khỏi cái đời sống cung điện nguyên nga, rồi cái đời sống thật là tất cứ mọi ai cũng đều ước mơ, mà để đi vào một cái cuộc sống cực khổ hơn để cho tạo cho Đức Phật một cái cuộc sống, và cũng như những người chúng sinh của chúng ta được một cái cuộc sống thật là an lạc hơn. Vậy thì còn những cái kiếp sống nào nữa của Đức Phật ngoài cái những kiếp sống đó, thưa thầy? Và con tin rằng chắc những câu chuyện đó cũng sẽ rất là hấp dẫn. Nhiều lắm. Nói về tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì có rất là nhiều. Có những cái kiếp mà Ngài đã từng là những cái loài khỉ, vì cái lòng từ bi muốn hóa độ những cái chúng sinh nó thuộc cái loài vật, loài động vật. Có những cái lúc Ngài ở trên những cái cảnh giới mà chúng ta gọi là chư thiên, chẳng hạn trước khi mà Ngài thị hiện xuống cái thế giới ta bà này, thì Ngài ở tại nội viện Đâu Súc Thiên Cung, Ngài mới thị hiện xuống trong cái hoàng cung của vua Tịnh Phạn, và mẹ của Ngài lúc bấy giờ là hoàng hậu Ma Gia. Có những cái tiền kiếp mà Ngài đã từng
là những con chim anh vũ, có những cái tiền kiếp mà Ngài đã từng là những cái vị Bồ Tát sống trong những cái địa ngục khổ đau để mà cứu giúp cho những chúng sinh đang ở trong cái cảnh rất là đau khổ của địa ngục. Nói chung là không có một cái cảnh giới nào mà Đức Phật đã không từng thị hiện để mà hóa độ chúng sinh, nói rất rất là nhiều. Còn cái đời sống mà chúng tôi gọi là tích môn hay là Đức Phật lịch sử thì Ngài là một vị Hoàng Thái Tử đầy đủ những cái phương tiện, tất cả những gì mà chúng ta ước mơ chưa có được Ngài đã có, nhưng mà Ngài đã khước từ những cái tiện nghi, những cái quyền lực, những cái danh vọng, những cái mà người ta rất là mơ ước để trở thành một cái người sống một cái đời sống thật sự vô ngã, một cái đời sống mà chỉ có hai bàn tay trắng với cái tuệ giác siêu việt của mình và cái đại nguyện bất khả tư nghị của một cái vị mà chúng ta gọi là thiên nhân chi đạo sư. Dạ, con cảm ơn thầy rất nhiều đã chia sẻ với chúng con về đời sống của Đức Phật ngày hôm nay và cái ngày mà Đức Phật đã thành đạo. Và trước khi chúng ta tạm chia tay, con xin thầy có vài lời nhắn gửi đến quý khán thính giả. Dạ, cảm ơn cô Nhật Linh và cô Diệu Hạnh. Thưa quý vị, mỗi một chúng ta đều có Phật tánh. Chính vì vậy mà chúng ta có khả năng thành Phật ngay trong cái đời sống hiện tại này. Xin tất cả chúng ta hãy nỗ lực hơn nữa để đản sinh Đức Phật đang hiện hữu một cách hằng hữu trong chính đời sống của chúng ta. Dạ. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, xin mời chị. Dạ. Diệu Hạnh xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và nhân dịp Xuân Tân Mão sắp đến, chúng tôi xin kính mời quý đồng hương Phật tử về chùa Điều Ngự dự lễ đón giao thừa do trung tâm Asia tổ trực tiếp thu hình và sẽ trực tiếp phát hình vào ngày 2 tháng 2 năm 2011 và bắt đầu vào lúc 7 giờ tối. Xin mời quý vị đồng hương Phật tử đến chùa Điều Ngự tham dự, và Diệu Hạnh xin kính chúc quý vị được một ngày an lành, thật an lành. Xin chào tạm biệt quý vị. Nhật Linh cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì về Phật Pháp hoặc cần sự hỗ trợ về đời sống tâm linh, xin quý vị hoan hỷ liên lạc về chùa Điều Ngự ở số điện thoại 714-890-9513, 714-890-9513, hoặc ở chùa Diệu Pháp ở số điện thoại 626-614-0566, 626-614-0566. Nhật Linh xin hẹn gặp lại quý vị, và Nhật Linh cầu nguyện Đức Phật gia hộ quý vị phước huệ trang nghiêm, tính tâm kiên cố. Anh chị đạo Phật, cảm ơn quý vị.